buổi đầu tiên ở resort là Alani được học cách làm bánh cùng với mấy cô ở đây. Alani làm được có 3 con cái nhưng mà mẹ là chủ yếu là mẹ làm hết trơn, tại mẹ thích. Còn con gái thì thích đá banh, kỳ dễ sợ luôn vậy á. Thì những cái bánh này thì mấy cô đã nhào bột rồi, thì chút nữa Alani chỉ là ấn tạo hình thôi. Xong rồi chút nữa mấy cô sẽ đem đến lò để nấu, để nướng bánh lên và thành bánh cookies. Xong rồi sau đó là sẽ được trang trí bánh nữa với những cái kem màu. Nói chung là sẽ thành một cái bánh rất là hoàn hảo, đi là hình hoa. Bánh của Alani và má Alani làm. Hãy like và bấm theo dõi trang của Vi nhé.